Thị Kiến kính chào chú anh chị các tỉnh thành. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2023. Họ trực tiếp về tại khách này ở Đồng Tháp bắt nguyên cái lô bò này về Đồng Tháp. Giờ xuống lại xong bắt tiếp xe nữa. Rồi bò gồm phúc ba đi phúc kem. Đi xuống bên dưới đây lọt giò đó. Cậu lên sắt á, cậu lên sắt á. Cậu lên sắt luôn. Đến lẹ. Làm gì bỏ không lại đứng đó này không phụ bò xuống khéo phụ rồi trời ơi thiệt.